Thùy Dương và Mỹ Loan xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh lên án mạnh mẽ việc xử lý những vụ việc gây bức xúc dư luận, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên địa bàn, nhất là các vụ việc trái với đạo đức xã hội, bạo hành trẻ em như vừa qua. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn, đến đặt vòng hoa thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Các hoạt động thăm chúc Tết của lãnh đạo các địa phương đơn vị trong nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay, ngày 24 tháng 1, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành. Dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh có ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiết Hùng, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố Long Xuyên và huyện Châu Thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã trang nghiêm đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau nghi thức lễ viếng, các đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của tỉnh An Giang nhằm thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Để xứng đáng với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cùng chung tay xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và đoàn đại biểu đến dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tượng đài Bác ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên danh dự được trao tặng quân chương sao vàng, quân chương cao quý nhất của nhà nước ta. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, sáng nay, đại diện Thiền viện Trúc Lâm An Giang đến chúc Tết tỉnh ủy An Giang. Tiếp đoàn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh. Đến chúc Tết tỉnh ủy An Giang, đại diện Thiền viện Trúc Lâm An Giang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong năm 2021, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy chính quyền tỉnh An Giang thời gian qua, giúp các tăng ni và bà con Phật tử sinh hoạt tôn giáo, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đại diện Thiền viện Trúc Lâm An Giang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và gia đình năm mới, thắng lợi mới, lãnh đạo tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi đời sống của các tăng ni và bà con Phật tử, đồng thời trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp to lớn của các tăng ni Phật tử Thiền viện Trúc Lâm An Giang nói riêng và tín đồ các tôn giáo nói chung thời gian qua, nhất là những đóng góp vào công tác phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư tỉnh ủy An Giang chúc các tăng ni và toàn thể bà con Phật tử năm mới bình an, vui tươi, hạnh phúc, an khang thịnh vượng,
và mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, cùng chung tay xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dịp này, Thiền viện Trúc Lâm An Giang đã trao tặng tỉnh ủy một phần quà chúc mừng năm mới. Cũng trong sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Lữ đoàn 962 Quân khu 9 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Đặng Thị Hoa Ray, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên vừa đến dự buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022 và công bố sách lịch sử Đảng bộ phường Mỹ Thạnh giai đoạn 1984-2020. Sau thời gian sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn, đến nay, cuốn lịch sử Đảng bộ phường Mỹ Thạnh giai đoạn 1984-2020 đã chính thức ra mắt. Cuốn sách dày 168 trang với 4 phần bao gồm vùng đất và con người Mỹ Thạnh, truyền thống cách mạng của nhân dân Mỹ Thạnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 1930-1975, nhân dân Mỹ Thạnh thực hiện công cuộc cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội 1975-1983 và thành lập xã Mỹ Thạnh và thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng 1984-2020. Việc sưu tầm biên soạn hoàn thành và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ phường Mỹ Thạnh giai đoạn 1984-2020 là hết sức quan trọng và cần thiết, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh cách mạng, sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ phường qua các thời kỳ, đồng thời góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân phường, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, từ đó ra sức thi đua, học tập, rèn luyện lao động công tác tốt, tiếp bước cha anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau một thời gian nghiên cứu tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo của địa phương qua các thời kỳ, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, cuốn lịch sử đảng bộ xã Phú Bình giai đoạn 1979-2020 đã chính thức ra mắt, gồm 3 chương khái quát về vùng đất, con người, truyền thống Phú Bình dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã từ năm 1979 đến năm 1998. Đảng bộ xã Phú Bình lãnh đạo xây dựng và phát triển quê hương từ năm 1998 đến năm 2020. Việc công bố lịch sử đảng bộ xã là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào. Đây là cuốn tài liệu quý giá, góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương đất nước. Ban tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn phối hợp với Đảng ủy xã Châu Lăng vừa tổ chức hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945-2020 lần 2. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945-2020 có 3 chương, gồm giới thiệu lịch sử hình thành và truyền thống yêu nước của nhân dân Châu Lăng, công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn 1954-1975, thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới giai đoạn 1975-2020. Sau hội thảo, ban biên tập đã chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền để phát hành chính thức cuốn lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945-2020. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm vừa đến thăm chúc Tết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Lê Thành Cư và nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn qua các thời kỳ. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm gửi lời tri ân sự đóng góp của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cư trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, chúc đại tá cùng gia đình hưởng một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và trường thọ. Thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội nổi bật của huyện trong năm 2021, trong đó thu hút nhiều dự án doanh nghiệp lớn đến đầu tư trên địa bàn huyện. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, đồng thời mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn công tác huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành do đồng chí Lê Phước Dũng, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, vừa đến thăm chúc Tết ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông, nữ cán bộ tình báo biệt động thành Sài Gòn Gia Định. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông, tên thật
Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931, biệt danh Huyền Trang, là nữ cán bộ tình báo biệt động thành Sài Gòn Gia Định. Bà đã có cống hiến lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được nhà nước tặng huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đây là con người thật ngoài đời của nhân vật Nico Huyền Trang trong bộ phim Biệt động Sài Gòn. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc đến nhi trưởng Thích Nữ Diệu Thông nhiều sức khỏe và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong không khí an lành, đầm ấm. Đoàn công tác Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên vừa đến thăm tặng quà cho các đơn vị tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các tổ COVID cộng đồng tại phường Mỹ Quý nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị và lực lượng tuyến đầu chống dịch, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương. Đoàn mong muốn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các phường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại địa phương nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. Nhân dịp này, đoàn đã chúc mừng đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch và thành viên tổ COVID-19 cộng đồng năm mới bình an, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Nhân Hội, Vĩnh Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, các đơn vị kết nghĩa, tổ chức chúc Tết, trao tặng 420 phần quà, tổng trị giá 125 triệu đồng cho các cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và các đồn biên phòng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức chúc Tết trao tặng 1.255 phần quà và 10 căn nhà mái ấm biên cương cho các cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn. Tổng trị giá các hoạt động là 865,3 triệu đồng. Hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đối với các đồng bào, các dân tộc nơi biên giới, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành hỗ trợ giúp đỡ, sẻ chia để nhân dân nơi biên giới đón Tết cổ truyền dân tộc yên vui, đầm ấm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo vừa trao tặng 1.730 phần quà Tết cho bà con nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 14 xã thị trấn trên toàn huyện. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, tổng kinh phí trao quà đợt này gần 520 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Mạnh Thường Quân. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vừa bàn giao nhà từ thiện cho 10 hộ nghèo trên địa bàn hai xã Vĩnh Lợi và Vĩnh Thành, huyện Châu Thành. Mỗi căn nhà từ thiện được bàn giao có diện tích 32 m², do Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vận động hỗ trợ mỗi căn 23.500.000 đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Dịp này, 10 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm 30 kg gạo và nhu yếu phẩm cũng được trao cho 10 gia đình từ nguồn vận động Mạnh Thường Quân đóng góp. Đây là hoạt động nhằm giúp cho các gia đình có chỗ ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững, đón năm mới trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Quyền Tri Tôn vừa tổng kết các hoạt động Tết Quân Dân năm 2022. Với chủ đề Lực lượng vũ trang Quyền Tri Tôn chung sức xây dựng nông thôn mới, Tết Quân Dân năm nay diễn ra tại xã Tân Tuyến với nhiều hoạt động thiết thực, quy động đoàn viên, hội viên, các hội đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương tham gia như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và cấp quà cho 100 người dân của đoàn y bác sĩ Bệnh xá Quân y tỉnh và Quyền Tri Tôn, tặng 324 phần quà, 300 ảnh Bác Hồ, 300 lá cờ nước cho lực lượng dân quân thường trực, gia đình chính sách, người nghèo, gói và tặng 300 đòn bánh tét cho cán bộ chiến sĩ và người dân, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tỉnh lộ 943 với chiều dài 9 km. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổng kinh phí thực hiện gần 160 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện và vận động xã hội hóa. Việc tổ chức Tết Quân Dân không chỉ tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho người dân đón chào năm mới, mà còn mang ý nghĩa quan trọng góp phần chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, gắn kết giữa lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương, chăm lo an sinh xã hội khi mà người dân đã trải qua một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mới đây, tại huyện Châu Phú, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng tổ chức hội thảo trình diễn ứng dụng máy xạ cụm lúa theo hàng, kết hợp bón dùi phân đầu trâu tăng trưởng và phun thuốc cỏ diệt mọc.
Tại hộ ông Nguyễn Văn Hậu, khóm Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, nông dân trực tiếp tham quan trình diễn máy sạ cụm lúa theo hàng, kết hợp bón dùi phân tăng trưởng và phun thuốc cỏ diệt mầm. Mô hình thực hiện với 3 nghiệm thức gồm bón phân theo phương pháp truyền thống của nông dân, bón dùi phân đầu trâu tăng trưởng 300 kg trên 1 hectare và 240 kg trên 1 hectare. Mỗi nghiệm thức thực hiện trên diện tích ruộng trình diễn 0,5 hectare, sử dụng máy sạ cụm lúa theo hàng với lượng lúa giống 65 kg trên 1 hectare. Hàng cách hàng 30 cm và bụi cách bụi 1,4 cm. Tại buổi trình diễn đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ đóng góp từ kinh nghiệm thực tế của nông dân và đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Theo đánh giá bước đầu, mô hình giảm hơn 50% chi phí lúa giống, khoảng 65 kg trên 1 hecta lúa giống so với 150 kg trên 1 hecta lúa giống theo tập quán canh tác thông thường của nông dân và giảm chi phí công bón phân và phun thuốc cỏ diệt mầm. Mô hình tích hợp công nghệ này kỳ vọng giúp nông dân giảm chi phí sản xuất trước tình hình giá phân bón tăng cao, đồng thời tìm ra công thức phân bón phù hợp để nông dân giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông An Giang và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục theo dõi và đánh giá hiệu quả của mô hình để có hướng triển khai nhân rộng. Hôm qua, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Kiều Giang, xã Hòa Bình. Tình huống giả định được đặt ra là trong quá trình nhập xăng, đường ống công nghệ bị rò rỉ kết hợp với nguồn nhiệt do việc sử dụng điện thoại di động dẫn đến cháy. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã báo tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời truy hô, cứu người, vận chuyển tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Do chất cháy là xăng nên đám cháy bùng phát nhanh, lực lượng chữa cháy tại chỗ tuy có xử lý nhưng còn lúng túng, không thể xử lý kịp thời. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đám cháy, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới huy động lực lượng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện các phương án dập tắt đám cháy. Sau 5 phút, đám cháy giả định được dập tắt. Buổi thực tập diễn ra thuận lợi, an toàn, đảm bảo yêu cầu mục đích kế hoạch đề ra, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có các tình huống cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần thí điểm cho hơn 1.756 học sinh khối lớp 9 và 12 tại các điểm trường trên địa bàn huyện Châu Phú đến trường học trực tiếp, đến nay thì việc tổ chức học tập ở hai khối lớp đảm bảo an toàn, chu đáo, tạo sự đồng thuận của phụ huynh. Với những tín hiệu tích cực trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp tục triển khai tổ chức cho các em học sinh các khối lớp 7, 8, 11 và 12 trên địa bàn toàn tỉnh đến trường học trực tiếp. Tại các trường học thí điểm đến trường học trực tiếp trên địa bàn huyện Châu Phú, không khí học tập của các em diễn ra vui tươi, phấn khởi, tạo tâm lý thoải mái cho học sinh sau nhiều tháng học trực tuyến. Đặc biệt, nhờ công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn, chặt chẽ tại trường và gia đình, nên suốt 2 tuần qua không xảy ra các ổ dịch tại các trường. Khi mà đi học thì em cũng hơi lo lắng, nhưng đã tiêm 2 mũi vaccine, kèm theo đó là chúng ta thực hiện biện pháp 5K. Mình đi học thì đi từ trường đến nhà và từ nhà đến trường, không đi lo cà, thì sát khuẩn thường xuyên thì em nghĩ việc đó mình cũng phòng chống được. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, sau khi thí điểm tuần đầu tiên tại 9 điểm trường trên địa bàn huyện Châu Phú, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp đạt tỷ lệ 92,45% với 2.335 em. Theo đó, từ ngày 17 tháng 1 đến nay, huyện Châu Phú đã mở rộng cho các em học sinh đến trường học trực tiếp tại 19 trường học, trong đó có 13 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và 2 trường trung học cơ sở trung học phổ thông với 4.452 học sinh. Hiện nay, các em học sinh ở các khối lớp phổ thông trung học và khối lớp 7, lớp 8 trên địa bàn huyện Châu Phú cũng đã trở lại trường học. Qua gần 2 tuần triển khai thí điểm thì chúng tôi đánh giá là cái sự chuẩn bị rất là tốt và cái tỷ lệ học sinh học là có tăng hơn, kết quả học tập có tốt hơn. Niềm tin của phụ huynh sinh vào cái việc mà học trực tiếp nhiều hơn. Do đó là Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xin là tổ chức cho các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn tỉnh trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 sắp tới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, đối với các trường hợp phát hiện có học sinh là F0 ngoài cộng đồng, trường sẽ thông báo với phụ huynh học sinh và địa phương nơi ở, bố trí giáo viên dạy trực tuyến trong thời gian các em nghỉ học ở nhà để điều trị.
phối hợp với những giáo viên đang là F0 thì không đến trường dạy học trực tiếp mà dạy trực tuyến hoặc giáo viên khác đứng lớp thay. Để thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, ngành giáo dục tỉnh An Giang đang rà soát các điều kiện dạy học và các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch ở các trường học để các địa phương còn lại tổ chức cho các em học sinh trở lại trường học trực tiếp vào đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022. Để chuẩn bị cho các em sau Tết các em trở lại học trực tiếp thì chúng tôi là tập trung tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và tổ chức tốt tại nhà trường ở ba cái mốc thời điểm. Thứ nhất là ở nhà thì hướng dẫn phụ huynh học sinh chăm sóc em như thế nào, tức là đảm bảo ở nhà là phải an toàn. Và cái thứ hai thì cũng nhờ từ cái chỗ phụ huynh học sinh, tức là cái việc mà di chuyển từ nhà đến trường thì phải như thế nào, rồi từ trường trở về nhà như thế nào, tức là chúng ta thực hiện hai điểm đến một cung đường để hạn chế việc tiếp xúc ở trên đường đi, đảm bảo được hai cái tốt ở tại nhà và đến trường. Thì cái việc mà tổ chức trong nhà trường như tôi trong hai tuần vừa qua thí điểm thì tôi nghĩ thì tính an toàn nó cao hơn. Trong hai tuần đầu chuyển tiếp từ thời gian dạy học trực tuyến sang dạy trực tiếp, các giáo viên tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến, hoàn thành các nội dung cốt lõi của học kỳ 1 theo quy định, không gây áp lực cho học sinh. Nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh quan tâm đến tâm lý của học sinh do phải học trực tuyến trong thời gian dài, đặc biệt hỗ trợ các em học sinh yếu theo kịp chương trình của năm học. Để người dân an tâm, vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, từ ngày 20 tháng 1 đến nay, đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Phú Tân đã ra quân kiểm tra các hoạt động gian quá và dịch vụ gian quá, thông tin truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở mua bán gian quá phẩm, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, game bán cá, đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn kiểm tra và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh cùng các loại giấy tờ có liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp, kiểm tra các hoạt động theo quy định của Chính phủ, gồm Nghị định 117 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định 38 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gian quá và quảng cáo, Nghị định 185 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dân dân. Đoàn cũng tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực gian quá, dịch vụ gian quá, thông tin truyền thông và một số ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, chấp hành nghiêm các quy định, không để xảy ra tệ nạn xã hội cũng như vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh, nhất là đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra lần này nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực gian quá, dịch vụ gian quá, thông tin truyền thông và các loại tệ nạn xã hội, từ đó đưa các loại hình hoạt động gian quá, dịch vụ gian quá hoạt động đúng quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng đời sống gian quá tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ khai mạc tuần lễ gian quá thể thao mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Tuần lễ gian quá thể thao mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 1, gồm các hoạt động giao lưu đơn ca tài tử, biểu diễn văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, chương trình văn nghệ phối hợp biểu diễn lân sư rồng, triển lãm ảnh thành tựu kinh tế xã hội huyện Châu Thành, triển lãm sách báo mừng Đảng mừng Xuân, các hoạt động thể thao quần chúng như bóng chuyền, bóng đá, diệt giả, quần vợt, vô vi nam. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác ảnh thời sự và ảnh nghệ thuật huyện Châu Thành về thành tựu nổi bật của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Tuần lễ văn hóa thể thao mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần huyện Châu Thành năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022. Mừng Đảng mừng Xuân qua đó nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón xuân mới. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.